Văn hóa bàn tiệc cũng là nghệ thuật đàm phán. Chúng ta thấy là từ xưa đến nay là một cái hình ảnh rất là phổ biến của văn hóa bàn tiệc là câu chuyện là chuốc cho đối tác là phải say sưa để mà lấy được hợp đồng. Bây giờ thì là thời thế đã thay đổi rất nhiều. Những sản phẩm có cồn mạnh là được sử dụng ngày càng ít, và vang là một cái sản phẩm mà được sử dụng ngày càng phổ biến. Chính vì lý do này mà mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến cái nghệ thuật gọi là thưởng thức vang hơn là cái câu chuyện là làm sao mà uống để cho nó say. Và trong một bàn tiệc thì những cái người mà có kiến thức uyên bác về vang, hay là những người mà có nghệ thuật sử dụng vang đúng cách, sẽ là những người luôn luôn là được đề cao, và đối tác của những người có kiến thức về về vang thường là người ta sẽ tâm phục khẩu phục. Và không cần phải say sưa thì thậm chí cái việc mà lấy được một cái hợp đồng là nó trở nên coi như là rất là dễ dàng. Tôi là chuyên gia Tô Việt, người kể chuyện vang.